Lời nói đầu tiên kinh thú vui dân dã cũng không quên gửi đến lời chào tất cả anh chị em xem video nha. Hôm nay mời anh chị em xem video hoài đề tài cây vú sữa đó nghe anh em. Thì mình làm vài clip video này cũng có một số nhà vườn của anh em mà cũng gọi điện Zalo với mình đó, mình cũng có chia sẻ kinh nghiệm lại cho anh em. Nay sẵn rồi mình cũng đây sắp tới mình cũng đi chi tiết về cây vú sữa này cho anh em nhà vườn như mình tham khảo nha. Đối với anh em nào làm lâu vậy đó, anh em mà rất là dễ, còn đối với anh em mà mới trồng chưa có trái thì giống như mình vậy đó, anh em cũng mà không biết xử lý thuốc gì hết trơn. Thì giờ để xong cái đợt này mình sẽ đi làm video chi tiết anh em là cây vú sữa mình tứ khoan rải thuốc gì là luôn nha. Rồi này sắp tới anh em biết cây mận này giống mận gì không, giống mận Tam Quan nè. Đây mình bịch lại hết trái là cho nó mạnh mạnh không à, nó làm cái gốc vú sữa nha. Rồi đó, vú sữa của mình cũng tầm khoảng đâu chắc tầm khoảng nửa tháng trước mình cũng có làm nha. Hôm nay vú sữa mình là nó cũng có chín là gai, bắt đầu mai mình cắt nha anh em. Đây anh em như trái này thì nó lên màu lên bóng đẹp rồi nè, như trái này cắt là ok rồi đó. Đây như hai trái này mình vẫn cắt được nha, cái này mình cắt được nha. Thì cái quan trọng của cây vú sữa này đó, lúc đầu là bắt đầu cây vú sữa nó chín rồi đó, quan trọng anh em mình chú ý nhất là mấy con ruồi vàng của mình đó. Mấy năm đầu mình làm mình không biết à, anh em thấy là 10 trái vú sữa của mình là cắt xuống rồi hết 5 trái ruồi vàng đó. Nó chích một cái anh em tét ra nó dò vô chỗ không à, quan trọng cái đó. Đây có chín rồi nghe anh em, là gai rồi. Đây nè, để chút xíu nữa mình sẽ hái xuống mình cắt test thử coi có dài không cho anh em xem nè. Thì như bây bữa nay là ngày 19 tháng 11 của mình nghe anh em. Rồi đó với cây vú sữa mình đi trước mùa lại không, mình cắt là tạm hết tháng 12 luôn. Là có nghĩa là bữa nay 19 là còn 11 bữa nè. Cái này như cây này mình cắt ra hết tháng 11 á, là mình còn bao nhiêu trái nhỏ là mình xuống trái mình bỏ hết nha. Ví dụ như anh em cắt là tầm khoảng 10 trái, anh em tới tháng 11 anh em cắt còn 3 trái thì trên cây anh em vẫn sổ bỏ hết nha. Anh em thiết tiết để năm sau là nó đi trễ luôn á. Thường thường nhà vườn người ta trồng số lượng nhiều, người ta bán đám thì người ta ví dụ một đám bao nhiêu lái vô bao nhiêu triệu á, thì chỉ trồng tiền cho nhà vườn bao nhiêu thôi, còn công kháng thì người ta cắt nhân công cắt thì lái chuyện nha. Rồi mình cũng giao với người ta ăn hết tháng 11 và cắt và trả vườn lại cho mình nha, rồi mình tiếp tục tưới nước bón phân cho nó. Như mấy trái này nè, như mấy trái này là coi như là hết ăn được nha anh em. Cái nhỏ này là nó không thể nào mà chín kịp được, cái này tầm qua tháng 12 nó mới chín, như là mình không có đãi mấy trái này được. Nên như trái này trong giai đoạn mình thu hoạch trái, mấy trái này mình cắt bỏ hết luôn. Như cái trái này cũng vậy luôn. Như trái này mình cũng sẵn cắt bỏ luôn nha. Trái này thăm và nó không chín kịp, nếu trái này rớt ra tầm khoảng cuối tháng 12 nó mới chín được thôi. Để mình quên lấy cái thuốc cho anh tham khảo, em chờ chút xíu nha, mình vô lấy cái xô thuốc có mà mình xịt cho anh em xem. Nãy giờ đem ra đây nó quên đem. Đây cái hũ thuốc của mình anh nè. Thì cái giai đoạn mà anh em xịt trái thì mình sử dụng cái thuốc này là xịt ba cái diệp sáp rồi nè. Nhìn đó là cái thuốc này nè, cái này là thuốc thảo dược sinh học anh em, mình dùng thuốc thảo dược sinh học là giai đoạn mình xịt ruồi vàng cũng được nè. Quan trọng là cái này thì anh em giai đoạn mang trái gần chín anh em xịt thuốc sinh học cho mình nha. Còn thuốc dưỡng trái này mình sử dụng thằng K
kali bo bo nha anh em, để cho nó bóng trái lên màu đó. Thì nói chung mà anh em chỗ này không có bán thuốc, anh em mua thằng bơm bơm bao anh em xịt cho nó bóng trái lên màu cũng được. Chung là mỗi nơi mỗi bán thuốc khác nhau vậy đó, chứ không quan trọng anh em phải xịt thuốc giống như vậy. Đây thì thằng thằng 32 mờ giai đoạn bắt đầu nó có trái, mình xịt cái này kèm kèm vô, mình chọn chọn với phun với thằng thuốc thuốc sâu dưỡng trái rồi đó. Còn cái gói này là trước khi anh em mà tứ rồi đó, giai đoạn anh tứ anh em ra sở sàng tứ gãy khoan thì anh em phun cái này cho nó tạo mầm qua cho nó ra bông nha. Nàng này nè, này chỗ nào cũng có bán hết. Một bịch như vậy cho 1 ký thì nó có 60-70 ngàn một bịch gì hả, 1 ký nó được 4 bịch hay 5 bịch gì đó, 4 bịch, bịch này 250 gram nó có 60 ngàn 1 ký hay gì hả. Thằng giai đoạn mà nó bắt đầu có bông có trái anh em sử dụng bằng thuốc này nha. Thuốc này cũng dạng thuốc gói, dạng thuốc mát nha, anh em xịt cho nó mát bông nè. Cái này thì giai đoạn mà trái nó bằng ngón giò cái đó, giò cái nó, trái nó bằng giò cái đó, nó cầm tay á, trái vú sữa dưa chín thì nó anh em mà xịt thuốc này cho mình nha, xử lý mấy con sâu đục trái rồi nè. Dạng thuốc này thuốc xong hơi cực mạnh nha. Nó tùy theo cái giai đoạn của cây vú sữa mình để mình xịt cái thuốc nhẹ thuốc nóng rồi đó. Cái giai đoạn mang bông mà anh em xịt cái thuốc này nó rụng bông hết à, đối với cây nào cũng vậy hết. Này giai đoạn từ ngón giò cái đến cùm tay anh em sử dụng thuốc này cho mình nha. Thì cũng có nhiều á, cũng dầm dầm thay đổi đi, không chứ không có gì khó khăn hết á. Anh em làm một hai vụ đầu anh em biết anh em xử lý hả. Rồi giai đoạn này quan trọng là mình nói với anh em là cái giai đoạn nuôi trái này là anh em xử lý con cùi vàng cho mình đó. Xử lý con cùi vàng là 10 trái anh em là đạt hết 8 trái 9 trái à. Còn giai đoạn mà sở sạng tứ gấp để làm thì anh mình ở đây mình bón thằng DB 10 18 460 nha. Bắt đầu khi nó ra bông rồi mình sử dụng 20 20 15. Đây hình trong đây anh em nhìn hơi xa không biết thấy không, này cây này nó chín tầm khoảng 10% anh em, là đợt sau là tầm khoảng từng lễ sau là cây này gọn rồi, nay mai mình cắt mớ rồi. Thì giá hiện giờ bây giờ cái giá hiện giờ giá nó dao động từ 18 ngàn tới 20 ngàn nha, tùy theo cái đường xa đường gần á, nhân công họ cắt lái để trả giá nữa, thì tầm cái giá đó cho anh em tham khảo thôi, chứ mình không có nói là cái giá chính xác được là bao nhiêu hết. Cái này là nó mang trái hơi bị nhiều nha anh em, là trái nó cũng rồi chứ không có được bự như vú sữa tơ nè. Đấy, cây vú sữa mà từ 7 năm tới 10 năm thì trái nó không có được to phì như cây vú sữa tơ của mình được nha. Thứ nhất là cái người biết ăn á thì họ lựa cái vú sữa rồi không, mà cái vú sữa nó tầm khoảng 7 năm tuổi ra lên á, thì lúc đó biết là sao, cái vỏ của mình nó mỏng, ăn nó rất là ngọt nha. Còn đối với vú sữa tơ trái to vậy đó, chứ anh em ăn là cái vỏ nó hơi bị dày á. Nói chung là nó cũng không ngon bằng cây vú sữa lão này thôi. Sữa lão này là bao ngọt cho anh em luôn. Khi dưới anh em mà quan trọng mà cây vú sữa này, cái nhánh của mình đó, nó rất là giòn. Anh em giai đoạn mấy cây này anh em trồng ngoài đồng trống mình phải chằng chọi lại đó, để gió nó vũ và tét nhánh hết. Thường mấy cơn bão mà cái dùng ở dùng phong điện á, ta bị gió lốc xoáy à, tại cái vú sữa ta nhiều khi là ta bị chóc gốc mà gãy nhánh tùm lum hết trơn. À, cho nên chính rồi nè. Thì trình nó rung quá để mình xuống rồi.
Trên em mà trồng cái vú sữa này, thứ nhất là cái bờ của anh em phải bự nha. Bự thì cây vú sữa của anh, có anh em mà ăn mấy có cái dòng đời, cái tuổi thọ cao được. Bờ anh em mà càng rộng càng tốt, thứ mà bờ nhỏ nhỏ tầm khoảng 4 mét trở lại bảo đảm cho anh em ăn chừng 6 và để trái chừng 6 7 năm là cây vú sữa của mình hết đất ăn. Cây vú sữa mà là nó xì, nó lão lại liền à. Mà biết nó ra trái không nổi luôn tại nó hết đất ăn rồi. Để mình quay cái tổng thể cây vú sữa này cho anh em xem nha. Cái tàn cũng bự lắm à. Từ mép đó là ra tới cái mép này nó vòng vòng, cái hoành của nó cũng khoảng 7-8 mét ra nè. Chính nói cái gì mà quên mất tiêu rồi. Thì cái này mình sẵn mình cũng ta mình biết ở đâu chia sẻ cho anh em thấy nó vậy thôi. Hồi nãy tính nói là theo anh em đón ở cây vú sữa này năm nay mình cắt hết là nó hết cái trái khoảng được bao nhiêu ký nha. Thì theo mình đó cái vú sữa này đó, mình nếu mình cắt hết cây vú sữa này luôn là nó tầm khoảng tầm 200 trầm tầm khoảng 250 đến 300 ký anh nè. Thì nó không rớt dưới giá 200-250 kìa. Nó chầm cái giá đó, mình đánh cái giá đó. Vậy mình mai mốt mình sẽ căng cây này đây, cắt cái hết được bao nhiêu ký cho anh em xem mà. Vậy để mình bẻ một trái mình cắt xuống thử coi nó có dòi cho anh em xem. Anh em mà trái vú sữa có dòi thì anh em dòm vô biết rồi. Anh em mà dòm sâu dòm mà nó có cái lỗ nhỏ nhỏ, anh em nặng hơi nó xì nước ra, ở đó nó có trái dòi rồi. Như cái này bóng lưỡng là bảo đảm hoàn toàn là không có dòi luôn. Cái này bảo đảm cũng không luôn nè. Dòm anh em có trồng lâu năm anh em dòm vô anh em biết liền à. Em mình cắt cái này cho anh em xem mà. Như cái này cắt dừa luôn, nó dừa lên màu vàng rõ đít là gì. Một tay cắt khó quá. Đang quay video mà có ai gọi điện thoại tới để mình lỡ rồi, mình hết video mình gọi lại cho người ta. Nên cắt thử cho anh em xem ha. Wow. Nhà hoàn toàn là không có một con dòi nào hết trơn luôn nha anh à. Như cái lá trong vườn thì lấy họ cắt cơm cắt gì cắt bán được rồi, nếu mà để ăn thì để cho trái vú sữa của mình lên màu đít lên màu tím luôn á, cái vỏ nó càng mỏng đi. Rồi mời anh em ăn thử nha anh em. Đó, không có cây vú sữa nào mà ngọt qua cây giống lò gàng này của mình hết. Ngày trái mình nắm trên đầu nó còn 2 tiếng mũ à. Nhưng sáng này tầm khoảng 2 bữa là cắt là ok luôn á. Ngọt quá. À, như cái này là cắt là đúng đúng bài luôn anh nè. Nó sảy luôn nè. Nó lên màu nó đều trái hết rồi, còn cây này nãy nó chỉ lên màu đít thôi. Như chiếc này là cắt là quá ok luôn,
ngăn là hết mũi luôn. Còn mấy cây mà mấy trái mà tính lên lên màu tím luôn á, cái đâu còn giữ nữa, cái vỏ là muốn ăn vỏ được luôn. Chứ mấy cây trong kia nó cũng có chín là gai cũng tầm giống gì rồi nha. Thì mai mình cắt thì mình thử coi cây này được cắt khoảng bao nhiêu ký chín nè, mình quay thử cho anh em xem nha. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào tạm biệt anh em nha. Cũng xin chúc sức khỏe tất cả anh chị em xem video, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt nha.